Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giải đáp cái nội dung đó là khi anh em mua xe cũ á thì làm sao để mà tránh mua nhầm xe gian, xe đại tu hoặc là xe lên đời. Nhiều khi người ta lên đời xe hoặc là người ta sửa chữa lớn hoặc là xe gian á mà người ta cố tình người ta không nói hoặc là người ta để cho mình coi mình biết không, và có khi người ta lừa mình luôn. Đó, như vậy thì làm thế nào để phân biệt được và để tránh những cái trường hợp như vậy. Thì trong clip hôm nay mình sẽ nói luôn nha. Ok. Rồi bây giờ nhân tiện thì mình mới mua con xe cũ của một người quen và mình sẽ chia sẻ lại cho anh em. Cái đầu tiên đó là mua xe cũ, anh em nên hết sức lưu ý, đó là đừng ham rẻ. Chắc chắn rồi, điều đó là điều đầu tiên, vì chiếc xe mà rẻ quá thì chắc chắn nó phải có cái gì đó nó mới rẻ như vậy. Thứ nhất là xe nó quá nát rồi, cái thứ hai là xe gian, cái thứ ba là xe đại tu sửa chữa lớn đó. Như vậy thì những cái đó nó làm cho chiếc xe nó rẻ xuống đó, ha. Và cái thứ tư nữa là số km đi nó quá nhiều rồi nó mới rẻ được. Còn nếu mà số km nó còn vừa phải ít thì chắc chắn nó không rẻ. Vì con xe mà đi nhiều quá đi, ví dụ 50.000 cây, 80.000 cây, 100.000 cây thì chắc chắn cái độ mất giá trị, cái độ hao mòn của nó cũng rất là lớn. Đó là cái thứ nhất, là không được ham rẻ nha. Đó, cái thứ hai là không nên tin vào cái odo, tức là km đã đi á. Nhiều khi á chỉ cần đi ra một số cái tiệm nó có cái cách để chỉnh lại odo ha, ví dụ như nó đi 50.000 cây rồi nhưng mà nó chỉnh lại mới có 10.000 cây thôi, thì đố anh em biết được, rất là khó nha, là không nên tin vào số km đã đi. Cái thứ ba đó là không nên đánh giá vẻ bề ngoài. Đây, ví dụ như anh em thấy nè, đây con xe này được dán keo rồi. Đa số mọi người ở Việt Nam này á thì mua xe về hay dán keo lắm. Đây là cái trường hợp và dán keo phổ biến, đây là dán keo nè. Đó, dán keo và nó bây giờ nó bị chóc lỡ ghẻ ghẻ nè, như nhiều clip mình có đề cập đến á. Bây giờ nó bị ố màu keo, nó xuống màu, nó ố vàng vàng nè. Đó ha. Anh em không tin thì anh em coi giữa chiếc xe có dán keo và chiếc xe không dán keo. Đây, đây là chiếc xe dán keo. Còn chiếc xe bên kia, xe của mình không dán keo, anh em có thấy cái độ trắng của nó trắng hơn không? Trắng hơn ha. Mặc dù nó đã xuống màu rồi, 3 năm rồi nó xuống màu bớt rồi đó, nó còn khoảng 95% độ trắng thôi, nhưng mà nó vẫn trắng hơn cái chiếc này nó bị ố rồi nè, ố màu ha. Đó. Cái thứ ba nữa là kiểm tra xe có đúng đời không? Đó, có phải xe lên đời không? Thì để kiểm tra xe có đúng đời không, có bị lên đời không, thì chắc chắn anh em phải cầm cái cà vẹt. Đó, cà vẹt đó là phải là cà vẹt thật, nó có dấu mộc của cơ quan có thẩm quyền, và nghiêng cái số khung số máy lên. Đó, số khung số máy, số máy nằm ở đâu đây nè, số khung rồi ha. Mỗi xe nó có một cái thiết kế số khung số máy khác nhau ha. Mở cốp ra coi có số khung ở trong đây không ha, hay là phía trước hay là ở dưới lườn gì đó. Đó, đó là kiểm tra như vậy ha. Đó, rồi đó là kiểm tra có đúng đời không. Nếu không đúng đời thì mình quả quyết là xe này đã bị lên đời hoặc là đã xuống đời nha. Rồi cái thứ năm đó là kiểm tra coi phụ tùng á, như là động cơ. Cái đầu tiên đó là động cơ, thì tại sao mình phải kiểm tra động cơ? Vì động cơ là cái đáng giá nhất trên chiếc xe. Kiểm tra động cơ bằng cách nào thì chắc chắn là anh em phải nghiêng người xuống dưới đây nhìn những cái chi tiết động cơ, những cái đầu bò. Thì đầu bò muốn biết được phải bung dàn áo ra, nhưng mà bung dàn áo ra cũng phải mất thời gian. Tất nhiên mua xe phải mất thời gian rồi. Cái thứ hai là anh em mở cốp ra, anh em lấy cái những cái chìa khóa chữ T á, chữ 10, chữ 12, anh em dặn những con ốc ở dưới yên ra, rồi anh em kéo nguyên cái cốp để đồ á, dỡ cốp để đồ ra luôn. Thì anh em sẽ thấy cái đầu bò nằm dưới cái yên ha, nằm dưới cái yên á, anh em sẽ thấy coi nó còn dấu vết không có can thiệp bởi những cái chìa khóa không, hay là nó đã bị mở ra tuôn ren tuôn ốc, hay là có dấu hiệu can thiệp rồi. Đó, rồi két nước nè, két nước cũng quan trọng nha, tại vì xe chạy lâu rồi á, nước nó có thể hết hoặc là nó khô két nước, và nó làm cho bộ phận giảm nhiệt của xe xuống cấp rất là nghiêm trọng, cái đó cần phải hết sức lưu ý. Rồi cặp vỏ nè, đây cặp vỏ này còn gai nè, gai gió phía bên ngoài ha, và nó cũng còn dày đó, vỏ trước vỏ sau cũng vậy. Cặp vỏ tuy là bộ phận cũng không quá nhiều tiền, nhưng mà nó cũng chiếm khoảng hơn 1 triệu đồng một cặp, hơn 1 triệu cũng nên lưu ý nha. Và nếu mà nó mòn quá thì anh em phải thay cho chiếc xe của mình sau khi mua về. Đó là cặp vỏ. Rồi ống xả cũng vậy, coi ống xả có phải là ống xả zin hay không. Nếu mà ống xả zin á thì
mình yên tâm hơn là ông xã Độ ha. Vì ông xã Độ thật ra nó cũng theo cái tính cách của chủ trước thôi, chứ thật ra mình về mình nên trả về cái bồ diêm tốt hơn. Rồi kiểm tra các dấu hiệu khác như là chế, thay đổi kết cấu xe, các mối hàn, các con ốc, các khớp nối phụ tùng và các cái phụ tùng chính hãng. Rồi có phải phụ tùng chính hãng không, ví dụ các khớp nối này, hai con ốc này ha, con ốc này, con ốc này, con ốc của cái nồi này hay là con ốc bên trong này. Rồi kiểm tra lọc gió, lọc nhớt, nếu mà xe số thì anh em phải kiểm tra nhông sinh đĩa bung ra, rồi bánh mâm rồi có công vơn hay không nha. Rồi đối với xe này thì được được dán mâm chỉ đỏ với lại sơn sơn sporty màu đen nha, sơn sporty màu đen. Tuy nhiên á, chủ xe có nói là sơn sporty màu đen nhưng mà bánh trước nó có một số cái vết chóc này nè, vết chóc này là do thời gian nha anh em, chứ không phải là do cạy mâm đâu nha. Vết chóc do thời gian, đây là chóc nè, chóc chỗ này, chóc chỗ này, chóc ở ngay chỗ những cái chỗ này nữa nè, đây những cái chỗ này là không phải do cạy ha, đây chỗ này đó, đây nó đèn không có sáng lắm cho nên mình cũng không có chỉ được đó. Đó. Ok đó, rồi đó là cái lưu ý thứ sáu. Lưu ý thứ bảy đó là anh em phải đề xe lên, đề xe lên rồi lắng nghe tiếng máy coi nó có cái tiếng gì bất thường hay không nha. Đó, đề xe lên đó, ví dụ như bây giờ mình đề xe cho anh em nghe luôn nè, mở tắt lên đề xe, đề nhẹ cái thôi nha, coi tiếng máy nó có tiếng gì gột gạt hay là cái tiếng gì sột soạt hay tiếng bất thường gì trong 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 xe của mình hay không nha. Đó, bây giờ mình đề xe nè, đó đề xe lên lắng nghe nha, im ru không có tiếng gì bất thường, rồi mình rồ ga nhẹ tại chỗ cũng không có tiếng gì hết đó. Ok, đó là mình đề lên để mình lắng nghe tiếng máy. Rồi nếu cần nữa anh em mượn xe chạy vòng nhỏ, mượn xe chạy vòng nhỏ, đặc biệt đừng có mượn xe chạy luôn nha. Ok đó, rồi cái thứ 8 đó là kiểm tra nhớt và khói xả nha, nhớt và khói xả. Như vậy thì nhớt á, thường thường mua xe cũ đem về đó thì mình nên thay nhớt mới, mặc dù không biết là chủ trước chạy bao nhiêu km rồi nhưng mà mình không nên tin đâu. Đây, đó là 8 điều mà mình đã tổng hợp kinh nghiệm mua xe cũ nha. Chúc anh em mua được những chiếc xe cũ mà ưng ý và không có bị tiền mất tật oan nha. Rồi, chúc anh em thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.